tập hợp tất cả, xem xét cân lượng và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu. Lại đem các việc phước nghiệp tương ưng tâm tùy hỷ này cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lúc bấy giờ nhờ vào phương tiện thiện xảo nên vị ấy không rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Bấy giờ Đại Bồ Tát Từ Thị bảo cụ thọ thiện hiện. Đại Bồ Tát tự mình khởi lên tâm tương ưng với sự tùy hỷ hồi hướng, nhưng chẳng khởi lên vọng tưởng về tâm tùy hỷ hồi hướng ấy. Đối với công đức do niệm Phật và các đệ tử, mà không khởi lên tư tưởng về công đức của chư Phật và các đệ tử, đối với căn lành mà Bồ Tát đã gieo trồng với các trời, người, Atula, v.v., mà chẳng khởi lên vọng tưởng về căn lành đối với các trời, người, Atula, v.v., nhưng có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì sự phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát ấy không rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Đại Bồ Tát nào đối với tâm khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng tương ưng mà dấy lên tâm tưởng về tùy hỷ hồi hướng đối với công đức niệm Phật và các đệ tử, mà khởi lên tưởng về công đức của niệm Phật và các đệ tử, đối với căn lành mà các trời, người, Atula, v.v. đã gieo trồng, mà khởi lên tưởng về căn lành của các trời, người, Atula, v.v. đã gieo trồng, có thể tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Sự khởi lên tâm tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát như vậy là rơi ngay vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo. Các Đại Bồ Tát đem tâm như vậy nhớ nghĩ về tất cả căn lành công đức của chư Phật và các đệ tử, biết đúng đắn tâm này đã tận diệt ly biến, không thể tùy hỷ, và biết đúng đắn pháp kia tánh nó cũng vậy, chẳng phải sự tùy hỷ, và hiểu một cách đúng đắn tâm hồi hướng và pháp tánh cũng vậy, chẳng phải hồi hướng, chân chánh hiểu rõ pháp được hồi hướng, tánh nó cũng vậy, chẳng phải được hồi hướng. Nếu có thể dựa vào sự trình bày như vậy để tùy hỷ, và hồi hướng là chánh chẳng phải tà, thì các Đại Bồ Tát đều phải khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Lại nữa, này thiện hiện như chư Phật Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát trong quá khứ mà cắt đứt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí luận, từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tiến dần đến lúc nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, như vậy cho đến chánh pháp diệt, trong khoảng thời gian đó đã có bao căn lành tương ứng với Bà La Mật Đa của chư Phật, hoặc căn lành tương ứng với Bà La Mật Đa mà chư Phật Thế Tôn đã thọ ký cho Bồ Tát, hoặc căn lành tương ứng với sự quán sát duyên khởi mà chư Phật Thế Tôn đã thọ ký cho độc giác, hoặc căn lành tương ứng đã phát khởi thí tánh, giới tánh, tù tánh mà chư Phật Thế Tôn đã thọ ký cho hàng thanh văn, hoặc tất cả căn lành hữu lậu vô lậu của bậc hữu học, hoặc căn lành vô lậu của bậc vô học, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn, hoặc vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình nên đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc vô lượng vô số các Phật pháp khác, hoặc Phật Thế Tôn tuyên thuyết chánh pháp, hoặc các căn lành kia an trụ thắng giải do siêng năng tu học với chánh pháp, hoặc căn lành của các loài dị sanh đã gieo trồng với chánh pháp, hoặc căn lành của trời rồng Atula v.v. đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, cho đến căn lành của loài bàng xanh đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, hoặc các căn lành của trời, người, v.v. đã gieo trồng sau khi Phật Thế Tôn nhập Niết Bàn, tập hợp tất cả cân lượng và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ, tối tôn, tối thắng, tối thượng, tối diệu. Lại đem các việc phước nghiệp tương ưng sự tùy hỷ này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong lúc này nếu chân chính hiểu rõ các pháp được tùy hỷ hồi hướng tận diệt ly biến, và hết thảy các pháp được tùy hỷ hồi hướng tự tánh đều là không, tùy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Và lại trong lúc này hoàn toàn hiểu rõ chân chính, không có pháp nào có thể tùy hỷ hồi hướng với pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều là không. Trong cái không ấy, hoàn toàn không có pháp nào có thể tùy hỷ hồi hướng. Tùy biết như vậy, nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này sẽ không rơi vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không chấp trước tâm tùy hỷ và căn lành công đức đã tùy hỷ. Đối với tâm hồi hướng,
và quả vô thượng bồ đề đã hồi hướng cũng không chấp trước. Do không chấp trước nên chẳng rơi vào cảnh điên đảo. Bồ Tát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh vô thượng, xa lìa tất cả hư vọng phân biệt. Đại Bồ Tát nào đối với pháp có thể tùy hỷ hồi hướng khởi lên vọng tưởng về pháp có thể tùy hỷ hồi hướng, đối với pháp được tùy hỷ hồi hướng khởi lên vọng tưởng về pháp được tùy hỷ hồi hướng, rồi khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng gọi vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy sẽ rơi ngay vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo. Sự khởi lên tùy hỷ hồi hướng này đều sai, Bồ Tát nên biết mà phương tiện lánh xa. Lại nữa, này thiện hiện như chư Phật Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát ở đời vị lai cắt đứt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí luận từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tiến dần đến khi nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, như vậy cho đến lúc chánh pháp diệt, trong khoảng thời gian đó có bao căn lành tương ứng với ba la mật đa của chư Phật, hoặc căn lành tương ứng với ba la mật đa mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho Bồ Tát, hoặc căn lành tương ứng với sự quán sát duyên khởi mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho độc giác, hoặc căn lành tương ứng đã phát khởi thí tánh, giới tánh, tu tánh mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho hàng thanh văn, hoặc căn lành tất cả hữu lậu vô lậu của bậc hữu học, hoặc căn lành vô lậu của bậc vô học, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Phật Thế Tôn, hoặc vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình, nên đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc vô lượng vô số Phật pháp khác, hoặc Phật Thế Tôn tuyên thuyết chánh pháp, hoặc các căn lành kia an trụ thắng giải do siêng năng tu học với chánh pháp, hoặc căn lành của các loài dị sanh đã gieo trồng với chánh pháp, hoặc căn lành của các trời rồng Atula v.v. đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, cho đến căn lành của loài bàng xanh đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, hoặc căn lành của các trời người vân vân đã gieo trồng sau khi Phật Thế Tôn nhập niết bàn, tập hợp tất cả cân lường và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ, tối tôn tối thắng tối thượng tối diệu, lại đem các việc phước nghiệp tương ứng sự tùy hỷ này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong lúc này, nếu chân chính hiểu rõ các pháp được tùy hỷ hồi hướng tận diệt ly biến và các pháp được tùy hỷ hồi hướng tự tánh đều là không, tuy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Và lại trong lúc này hoàn toàn hiểu rõ chân chính, không có pháp nào có thể tùy hỷ hồi hướng với pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều là không. Trong cái không ấy, hoàn toàn không có pháp có thể tùy hỷ hồi hướng. Tùy biết như vậy, nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này sẽ không rơi vào cảnh tưởng tâm kiến điên đảo. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không chấp trước tâm tùy hỷ và căn lành công đức đã tùy hỷ. Đối với tâm hồi hướng và sự hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không chấp trước. Do không chấp trước nên chẳng rơi vào cảnh điên đảo. Đại Bồ Tát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh vô thượng, xa lìa tất cả hư vọng phân biệt. Đại Bồ Tát nào đối với pháp có thể tùy hỷ hồi hướng mà khởi lên vọng tưởng về pháp có thể tùy hỷ hồi hướng, đối với pháp được tùy hỷ hồi hướng khởi lên vọng tưởng về pháp được tùy hỷ hồi hướng, rồi khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy sẽ rơi ngay vào tưởng tâm kiến điên đảo. Sự khởi lên tùy hỷ hồi hướng này đều sai, Bồ Tát nên biết mà phương tiện lánh xa. Lại nữa, này thiện hiện như chư Phật Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát ở đời hiện tại cắt đứt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí luận từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tiến dần đến khi nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, như vậy cho đến chánh pháp diệt, trong khoảng thời gian đó có bao căn lành tương ứng với ba la mật đa của chư Phật, hoặc căn lành tương ứng với ba la mật đa mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho Bồ Tát, hoặc căn lành tương ứng với sự quán sát duyên khởi mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho độc giác, hoặc căn lành tương ứng đã phát khởi thí tánh, giới tánh, tu tánh mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho hàng thanh văn, hoặc căn lành tất cả hữu lậu vô lậu của bậc hữu học, hoặc căn lành vô lậu của bậc vô học,
hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Phật Thế Tôn, hoặc vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình nên đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc vô lượng vô số Phật pháp khác, hoặc Phật Thế Tôn tuyên thuyết chánh pháp, hoặc các căn lành kia an trụ thắng giải do siêng năng tu học với chánh pháp, hoặc căn lành của các loài dị sanh đã gieo trồng với chánh pháp, hoặc căn lành của các trời rồng Atula vân vân đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, cho đến căn lành của loài bàng xanh đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, hoặc căn lành của các trời người vân vân đã gieo trồng sau khi Phật Thế Tôn nhập niết bàn, tập hợp tất cả cân lượng và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, lại đem các việc phước nghiệp tương ưng sự tùy hỷ này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong lúc này, nếu chân chính hiểu rõ các pháp được tùy hỷ hồi hướng tận diệt ly biến, các pháp được tùy hỷ hồi hướng tự tánh đều là không, tùy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Và lại trong lúc này, nếu hoàn toàn hiểu rõ chân chính, không có pháp nào có thể tùy hỷ hồi hướng với pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh đều là không, trong cái không ấy hoàn toàn không có pháp có thể tùy hỷ hồi hướng. Tùy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này sẽ không rơi vào cảnh tưởng tâm kiến điền đảo. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này không chấp trước tâm tùy hỷ và căn lành công đức đã tùy hỷ. Đối với tâm hồi hướng và sự hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không chấp trước, do không chấp trước nên chẳng rơi vào cảnh điên đảo. Đại Bồ Tát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng như vậy mới gọi là sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh vô thượng, xa lìa tất cả hư vọng phân biệt. Đại Bồ Tát nào đối với pháp có thể tùy hỷ hồi hướng mà khởi lên vọng tưởng về pháp có thể tùy hỷ hồi hướng? Đối với pháp được tùy hỷ hồi hướng, khởi lên vọng tưởng về pháp được tùy hỷ hồi hướng, rồi khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này đã khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì rơi vào tưởng tâm kiến điên đảo. Sự tùy hỷ hồi hướng này đều sai, Bồ Tát nên biết mà phương tiện lánh xa. Lại nữa, này thiện hiện, như chư Phật Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát trong quá khứ vị lai hiện tại cắt đứt đường qua lại các cõi, chấm dứt sự hí luận, từ lúc mới phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, tiến dần đến khi nhập vào cảnh giới vô dư y bát niết bàn, như vậy cho đến chánh pháp diệt, trong khoảng thời gian đó bao căn lành tương ưng với ba la mật đa của chư Phật và căn lành tương ứng với ba la mật đa mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho Bồ Tát, hoặc căn lành tương ứng với sự quan sát duyên khởi mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho độc giác, hoặc căn lành tương ứng đã phát khởi thí tánh, giới tánh, tu tánh mà Phật Thế Tôn đã thọ ký cho hàng thanh văn, hoặc căn lành tất cả hữu lậu vô lậu của bậc hữu học, hoặc căn lành vô lậu của bậc vô học, hoặc giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát tri kiến uẩn của Phật Thế Tôn, hoặc vì lợi ích an vui cho tất cả hữu tình, nên đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, hoặc vô lượng vô số Phật pháp khác, hoặc Phật Thế Tôn tuyên thuyết chánh pháp, hoặc các căn lành kia an trụ thắng giải do siêng năng tu học với chánh pháp, hoặc căn lành của các loài dị sanh đã gieo trồng với chánh pháp, hoặc căn lành của các trời rồng Atula vân vân đã gieo trồng lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, cho đến căn lành của loài bàng xanh lúc lắng nghe chánh pháp và sau khi nghe pháp, hoặc căn lành của các trời người vân vân đã gieo trồng sau khi Phật Thế Tôn nhập niết bàn, tập hợp tất cả cân lượng và hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ, tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, lại đem các việc phước nghiệp tương ứng sự tùy hỷ này ban cho các hữu tình một cách bình đẳng, rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Trong lúc này, nếu chân chính hiểu rõ các pháp được tùy hỷ hồi hướng tận diệt ly biến, các pháp được tùy hỷ hồi hướng tự tánh đều là không, tùy biết như vậy nhưng vẫn thường tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề.